Chào một con nhân dân cá nước nha. Đang nằm cơm tính lên con máy cắt cỏ Kyrit RME 2300 nha mọi người. Công suất là 23cc, nồng 33 ly ha mọi người ha. Nhật Bản ha mọi người ha. Tình trạng còn rất mới luôn. Đó. Máy nè mọi người. Tóc máy là còn trắng tươi ha, bình xăng rin còn trắng quá trời luôn nè. Đó. Lốc liếc rồi nè. Đó, bô. Chạy luôn. Bây giờ còn trắng tươi nè mọi người. Đó, chế hai kim ha, chế quanh rồ hai kim nha mọi người, chế hệ ha. Đi đeo nè. Đi đeo rin theo máy ha, còn dày cứng cáp nha mọi người. Đó. Ok lắm luôn nè. Đó. Lắp liếc bô nè. Đó, ba lô là còn trắng tươi nha mọi người ha. Không cần nè. Lên ga xuống ga công tắc nè. Này Nhật nó như nó chưa xài cho nó đổ xăng xong cái nó vỏ ngoài nắng luôn hay gì mọi người. Đồ bò nè, lăn cực im luôn ha. Này mọi người về cắt cước cắt dao rồi chùm luôn. Em kiểm tra bít tông còn văn ngang luôn nha mọi người. Đó. Đó thì máy em thì bao riêng đồng bộ nha mọi người ha. Thì tới dưới bao ship toàn quốc ha. À, tới nơi kiểm tra máy ok, thanh toán tiền shipper ha. Thì mua máy em thì được tặng một bát cước nè, bát cước cải tiến nha mọi người. Cải tiến nè, có dây cước pháp gai nè và một cái bogie ha, một cái tiếp mẫu bogie đầu dao ha mọi người ha. Một cái lục giác 4 ha. Đó, giác 4 nè mọi người. Mở về mọi người mở ha. Một dao cắt nè. Dao cắt Thái Lan ha. Dày 2 chấm ngang 80, dài 3 tấc nha mọi người. Dày dặn bén lắm ha. Đó, tay lái đồ rất là êm luôn. Về mọi người xài rất là bền ha mọi người ha. Yên tâm sử dụng luôn. Em cũng vô mở bò tâm rồi cần đồ bò đồ vô hết nha mọi người. Đó. Máy này quải lên người phát nguyên ngày không mệt nha mọi người. Tiết kiệm xăng nữa. Rồi, để em đắp hơi cho mọi người nghe nha. Nó hơi cực cực ha. Hơi cực căng luôn. Mở ra máy rồi em dịch nổ nha mọi người. Rồi, tiếng gan tì rất êm ha. Rồi. Tiếng rất đỡ luôn. Rồi, lên gan nha. Lực lắm nha mọi người. Rất nhẹ nổ luôn ha. Người sáng bóp xăng rồi đóng e gió rồi nổ thôi. Rồi, giá máy trong phòng mô tả mà chỉ biết liên hệ luôn nha mọi người. Đó, ai là người tiên mua máy em cọc em trước 100.000, còn khách quen khỏi cọc nha mọi người. Đó. Giá máy trong phòng mô tả mà chỉ biết liên hệ luôn ha. Ai chưa chọn được con máy ý thì nhớ đăng ký kênh theo dõi nha. Để em ra những con máy mọi người ok ủng hộ em nha. Đó, xu rồi còn hết nha mọi người. Rồi, ok em kết thúc video đây.